Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 11 của chúng tôi. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa rét như thế nào? Nghệ An ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Bắc nước Pháp. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những cập nhật mới nhất về không khí lạnh tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh tràn về từ đêm ngày 12 tháng 11 sẽ khiến Bắc Bộ chuyển đợt rét đột ngột trên diện rộng, đồng thời gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày cho khu vực miền Trung. Cụ thể, từ đêm ngày 12 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ nhiều nơi rét đậm, rét hại khi nền nhiệt giảm đột ngột xuống ngưỡng 12-15 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Đồng thời mưa dông xuất hiện tại miền Bắc với lượng 15-30mm một ngày khiến cảm giác lạnh rét gia tăng. Như vậy, miền Bắc có thể ghi nhận mức chênh lệch nhiệt độ trong 2 ngày 12-13 tháng 11 lên đến 10 độ C. Khi từ trạng thái oi nóng chuyển lạnh đột ngột, đáng lưu ý, từ đêm 12 đến ngày 17 tháng 11, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông và đông nam khiến khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng. Mưa ban đầu tập trung ở Thanh Hóa và Nghệ An với lượng 50-100mm một đợt, sau đó lan rộng khắp các địa phương từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Liên tục các ngày 13-17 tháng 11, lượng mưa được dự báo 200-500mm một đợt, có nơi trên 700mm. Với lượng mưa rất lớn trút xuống trong nhiều ngày kèm theo nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời lũ quét có thể xuất hiện trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, mưa lớn cục bộ, nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Từ chiều 12 tháng 11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên dần cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Từ ngày 13 tháng 11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn, chuyên gia cho biết, giai đoạn 1 tháng tới, ngày 11 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền. Không khí lạnh trong thời gian tới tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, đặc biệt đợt ngày 12 tháng 11 có xu hướng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhưng sau thời điểm này, các đợt gió mùa có thể hoạt động yếu hơn so với cùng kỳ. Tiếp theo chương trình sẽ là các cập nhật chung về tình hình thời tiết tại ba miền trong ngày hôm nay 12 tháng 11. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, sáng sớm có nơi có sương mù. Còn tại Nam Bộ, ngày hửng nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.
Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ ngày mai cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Từ mai chuyển dần gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay 12 tháng 11. Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay có mây, có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Thành phố Vinh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Huế ngày hôm nay trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Đà Nẵng có mây, không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày hửng nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thưa quý vị, trước dự báo về đợt không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại vùng núi Bắc Bộ và mưa lớn kéo dài ở miền Trung, mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn đề nghị các cơ quan địa phương, đơn vị liên quan chủ động lên phương án ứng phó kịp thời với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra trong thời gian tới. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngày 11 tháng 11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã có công văn số 219 VP-PCTT đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết, từ đó chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để thực hiện cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không đảm bảo an toàn, chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt. Bên cạnh đó, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp, kiểm tra, rà soát, vận hành và đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt tiến hành kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, nhất là các công trình trọng điểm, xung yếu hoặc đã xảy ra sự cố do mưa lũ trong thời gian vừa qua. Bản tin xin được tiếp tục với cập nhật tình hình thời tiết khắc nghiệt đang xảy ra tại miền Bắc nước Pháp. Theo đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều con sông nơi đây tràn bờ, gây ngập lụt nhiều nhà cửa và đất canh tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương. Cụ thể, hơn 100 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ, trong khi khoảng 200 trường học khu vực này buộc phải đóng cửa, lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán vật nuôi trong chuồng trại. Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng ngập lụt khá nghiêm trọng, nhiều nơi nước ngập tới 60 cm, máy móc sản xuất nông nghiệp đều bị hư hại, xác gia cầm trôi nổi, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, gây thiệt hại chưa thể thống kê do nước chưa rút. Bộ trưởng Môi trường Christopher Petrou cho biết hàng chục thành phố thị trấn sẽ được xem xét đưa vào diện địa phương xảy ra thảm họa thiên nhiên. Qua đó, người có nhà hoặc cơ sở kinh doanh bị ngập lụt được hưởng chế độ bảo hiểm. Quý vị thân mến, những ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ sẽ bước vào đợt rét đậm rét hại diện rộng. Để tránh sốc nhiệt, quý vị nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước và tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Riêng đối với miền Trung, người dân nên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, đồng thời chủ động lên phương án, sẵn sàng ứng phó với lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào ngày mai 13 tháng 11. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!